Yeah, xin chào các bạn. Và hôm nay mình sẽ đến với Studio Challenge do nhóm The Brotherhouse thực hiện. Và mình là GIT. Và hôm nay mình sẽ đến với thử thách là trong vòng 1 tiếng thì mình sẽ làm được cái gì. Ok, không mất thời gian nữa, mình sẽ bắt đầu luôn. Tại vì mình chỉ có 1 tiếng thôi, cho nên mình sẽ không có tập trung vào cái phần mission. Mình sẽ chủ yếu là lên sườn bài để có thể làm được một cái gì đó nhiều nhất có thể. Cái thể loại hôm nay mình chọn đó là một cái bài phi chụp bao. Ok. Đầu tiên thì mình sẽ tìm một cái hòm cho nó. Quen thuộc ở trong cái thể loại này. Ok, bây giờ mình sẽ đánh cái nhịp cơ bản cho nó trước đã. Thank you.
thêm cái gì đó cho nó phức tạp hơn. Thank you.
cho nó một tí reverb.
tỷ reverb. Đi đâu bọn quên sẽ làm baseline drop này. Ghê ghê không to ấy. Chịch thế loa nhỏ lại chứ nó to tiếng rồi, cho nên mình cứ gom nó vào cái group trước để mình mix nó cho dễ, sẽ cho em trước cho nó smooth này, nó dễ nghe nè. Thank you.
em nghĩ cái clip nên đánh dứt khoát giống cái bài hay clip drop á hả? Anh chưa mất xong mà anh mới bỏ đàn tiếng vô để anh đánh nhịp thôi. Cái nhịp bài hay thế. Thì anh bỏ nó vô để anh đánh nhịp bay trước thôi. Còn cái đó tí hồi tính sau. Giờ mình xong cái bài live đã. Đồng ý không? Dẹp, okay. Đồng ý. Hay đấy, bài hay đấy. Thôi mình sẽ không mất kỹ, tại vì mất kỹ nó sẽ không đủ thời gian. Mình sơ sơ thôi nha. Bao nhiêu phút rồi anh? Mới có 20 phút thôi. Chẳng đấy. Mình sơ sơ thôi, mất kỹ sẽ không đủ thời gian. Sao để em nghe thử coi. Má sao bài của tôi river luôn.
Deliver sai luôn. Vậy à? Ờ, gần vậy. Đúng rồi, chàng luôn. Anh chạy cái bài đi anh Thành. Vừa làm chưa? Sắp hết rồi, sẽ làm phần drop.
nghe núi rừng không? Sao nghe núi rừng không? Tây Nguyên không? Tâm ghê không? Cái mẹ nó lên đó. Ê cái gì vậy?
cái gì đó dần dần cái bài này. Tiếng gì đó để mình dằn cái bay lại, tạo cái điểm nhấn cho nó. Còn 15 phút nữa thôi sao?
như là hôm nay nó qua bên để mình làm phần break. Lợi luận còn thiếu nhiều, mình cứ hoàn thiện phần đó trước đi. Tính gì tính. Rồi. Thời gian rấp rút quá. Thank you.
sẽ không hút kiện. Chưa kịp làm build up nữa đấy. Tính làm break luôn mà chưa kịp làm build up luôn đấy. Ok, bây giờ mình còn 12 phút và mình sẽ cố gắng làm cái build up thiệt là nhanh. Sẽ làm một cái build up thiệt là nhanh. Biết. Căng như dây đàn ấy. Thôi khỏi rì nem luôn, hết giờ rồi. Thank you.
đâu mà không xuất hiện vậy? Không xuất hiện. Làm build up nhanh để có cái cho mấy bạn nghe nào. Một phút nữa nào. Hôm nay là hai phe ăn gian giờ. Bữa còn dư ra tới 50 mấy giây. Chờ một phút nữa thôi. Ôi biết vậy lúc đầu mình cứ đua như vậy thôi là được rồi đúng không? Quốc đại mày luôn. Ok, và đây là thành quả của Thành. Là một có lẽ là một tiếng nào quá ngắn và mình chỉ có thể làm được bao nhiêu đây thôi. Bây giờ các bạn cùng nghe lại cái kết quả nãy giờ mình đạt được nhé. Đã làm được. Thì nếu mà mấy bạn mà thích cái mà sản phẩm này á, này Thành làm nháo thôi, thì cứ comment dưới. Thì có thể là Thành sẽ cố gắng hoàn thiện và để mà hoàn thiện nó và gửi đến cho các bạn. Ok, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.